Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của HTD Research. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Layer Zero, một dự án khá là hot và vốn khá là khủng, quỹ đầu tư cũng xịn sò. Nhưng sau khi mà ra token thì giá toàn giảm thôi. Và liệu rằng là chúng ta có nên đầu tư vào dự án này hay không, hay là giá nào thì chúng ta có thể là mua và kỳ vọng lợi nhuận với lại là token ZRO của dự án này nhé. Và trước tiên thì nhờ anh em ủng hộ team bằng một nút like để chúng ta bắt đầu với lại là Layer Zero là gì nhé. Thì Layer Zero nó là một cái dự án làm về mảng cơ sở hạ tầng. Nó giúp cho kết nối các DApp trên nhiều blockchain khác nhau. Và ngoài ra Layer Zero còn là nền tảng cho phép các cái dự án có thể là xây dựng ở trên này. Và khi mà các dự án xây dựng ở trên Layer Zero ấy, thì mặc định nó sẽ là một cái multi-chain có thể là liên kết với lại là các cái dự án mà sử dụng công nghệ của Layer Zero này nhé. Như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều lợi thế. Và cái hay của Layer Zero ấy, là nó kết nối các dự án với nhau bằng một cái giao diện nó rất là đơn giản và rất là nhẹ thôi. Nó giống như là tivi của các bạn đang là cái tivi bình thường nhé. Sau đó thì các bạn mua một cái đầu Android về, các bạn gắn vào đó là nó đã trở thành một cái smart tivi, có thể là kết nối internet và các bạn có thể là xem YouTube, đọc báo hay là chơi game và cài đặt thêm những cái ứng dụng giống như là một cái smart tivi đời mới bây giờ. Thì cái giao thức của Layer Zero cũng vậy, các cái dự án, các cái DApp bình thường nó chỉ cần gắn các cái endpoint vào là có thể là giúp cái dự án đó kết nối với lại là các cái dự án ở trong nền tảng của Layer Zero rồi. Và cũng như là cái luân chuyển tài sản ở Layer Zero này nó không phải là ở dạng là min burn, tức là bình thường ở các cái bridge nhá. Khi mà các bạn muốn chuyển một đồng coin từ cái nền tảng này sang cái nền tảng khác thì nó sẽ khóa ở cái nền tảng gốc và min ra một cái token mới ở cái nền tảng mà các bạn muốn chuyển sang, đúng không? Nhưng mà Layer Zero này thì nó sẽ giúp cho là chuyển token gốc. Ví dụ là các bạn sử dụng giao thức của Layer Zero để chuyển ETH từ trên A sang trên B thì ETH của trên B nó vẫn là cái ETH từ trên A đó, chứ nó không cần phải là khóa ETH ở trên A sau đó thì lại min ETH ở trên B giống như là các cái giao thức cross chain cũ trước đây. Thì điều này nó sẽ rút là nhanh hơn cũng như là an toàn hơn, cái tính bảo mật nó sẽ tốt hơn. Tại vì những cái giao thức cầu nối thì phải khóa ETH ở trong cái smart contract, đúng không? Thì như thế thì cái smart contract đó nó mà bị hack ấy thì nó sẽ mất hết tài sản, đúng không? Còn đây thì các bạn chuyển sang là nó là chính ETH rồi, nó không có lưu ở cái chỗ nào cả. Và nhờ vào những cái công nghệ rất là tốt của Layer Zero như vậy nên là cái hệ sinh thái của nó thì cũng có khá là nhiều những cái dự án được phát triển ở trên này. Ở đây chúng ta thấy là đã có là 99 DApp sử dụng cái công nghệ của Layer Zero rồi nhé. Có rất là nhiều những cái dự án nổi tiếng mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây này. Athena này, ETHFi này, PancakeSwap này, Radiant Capital này, Strapno, Stargate Finance này, hay là AVE này, Cofinance này, Pendle này, Metis này, Uniswap này. Đấy, rất là nhiều những cái dự án khác nữa nhé. Thì các bạn có thể vào đây mà các bạn xem thêm này. Và cho đến hiện tại thì đã có là 134 triệu cái message, tức là cái tin nhắn được truyền qua giao thức của Layer Zero nhé. Và trên Layer Zero Scan này thì các bạn có thể là xem được từng cái dự án nhé, từng cái volume cụ thể như đây. Đấy, có rất là nhiều những cái dự án nổi tiếng này. Đó, ở đây có rất nhiều nữa. Đấy, các bạn có thể là xem chi tiết luôn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin gọi vốn, các quỹ đầu tư cũng như là tokenomics của dự án nhé. Thì Layer Zero đã gọi được số vốn lên tới là 263 triệu đô nhé. Từ các quỹ đầu tư thì cũng khá là xịn sò luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ xem các vòng gọi vốn trước. Vòng seed round là từ tháng 4 năm 2021 thì gọi được 2 triệu đô này. Venture round là tháng 9 năm 2021 gọi được 6,3 triệu đô này. Series A là tháng 3 năm 2022 gọi được 135 triệu đô. Series B là tháng 4 năm 2023 thì gọi được là 120 triệu đô nữa nhá. Và dưới này là các quỹ này thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái quỹ hàng đầu như là A16Z này, Binance Lab này, Sequoia Capital này, Multicoin, DeFi Capital này, hay là Coinbase này. Và bên này cũng có rất là nhiều những cái quỹ khác nữa. Đó. Đây thì mọi người xem nhanh thôi nhá. Khá là nhiều những cái quỹ cũng như là các cái dự án và những cái KOL, những cái người mà có tầm ảnh hưởng trong cái thị trường này. Và về tokenomics thì dự án có tổng cung là 1 tỷ token nhé, và nó sẽ được phân bổ như sau này. Strategic Partner là 32%, Core Contributor là 25,5% này, Layer Zero Community là 25% nhé, Community nữa là 13,3% và token Repochet là 4% nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vesting nhé. Thì theo lịch vesting hiện tại dự án unlock là 250 triệu token tương đương với lại là 25% của tổng cung nhé. Và số token này nằm trong cái phần là Layer Zero Community. Còn lại các cái thành phần khác thì sẽ bị khóa token trong vòng 1 năm.
tức là từ giờ cho đến tháng 6 của năm 2025 thì chúng ta sẽ không có lạm phát token nữa, mà tối đa nó chỉ là 250 triệu token này thôi nhá. Hiện tại thì các bạn xem trên các cái trang thống kê ấy, thì nó sẽ là 250 triệu token đã được unlock hết ra. Tuy nhiên thì cái con số này nó chưa đến 250 triệu đâu. Nếu mà anh em để ý thì anh em sẽ thấy rằng là ngày 20 tháng 6 thì LayZero có công bố là 25% sẽ là unlock ra nhé, nhưng mà sẽ có 8% là cho Europe tại TGE này, còn đâu là 11% sẽ dành cho là các hoạt động trong tương lai này, và 5% này sẽ là LayZero Foundation. Cái này thì khả năng nó sẽ được phân bổ cho việc là khuyến khích phát triển hệ sinh thái này, rồi là thu hút thanh khoản các thứ nhá, và 0,5% này sẽ dành cho cộng đồng trong tương lai nhé. Đó là cái thời điểm ban đầu ấy thì chúng ta biết chắc là sẽ có là 8,5% này, còn đâu những cái thành phần khác này này là nó có thể là unlock từ giờ cho đến là tháng 6 của năm sau nhé, chứ không phải nó sẽ ra một lúc đâu. Thì cái này sẽ là do team họ phân bổ nhé. Tất nhiên là nếu mà họ có lén xả thì chúng ta cũng không thể biết được cái mức độ là bao nhiêu cả. Nhưng mà nó cũng chưa đến là 25% của tổng cung đâu. Ở đây thì mình đã tìm hiểu thêm ở trên Binance này, thì Binance cũng có thống kê nhé. Hiện tại thì cái cung lưu thông của ZRO này này là 110 triệu thôi. Thì cái này mình nghĩ là cũng khá là hợp lý đấy, chứ nó không phải là 250 triệu đâu. Thì riêng cái phần Europe là 8,5% tương đương với lại là 85 triệu rồi, và cộng thêm một vài phần trăm từ các cái phần khác nữa thì khả năng nó vào là 110 triệu token này thì cũng khá là chính xác. Tại vì Binance là cái sàn giao dịch lớn này, cộng với lại là Binance cũng có đầu tư vào LayZero, nên là thông số của Binance nhận được thì khả năng là nó sẽ chính xác nhá. Chúng ta tạm tin cái thông số của Binance là chính xác nhé, tại vì cái này là cái khả thi nhất rồi. Đấy, thì hiện tại vốn hóa thị trường của ZRO nó mới là 274 triệu thôi, chứ không phải là cái cap của nó lên tới là 634 triệu giống như là trên CoinMarketCap hay là CoinGecko thống kê đâu. Tại vì ở đây ấy, họ lấy full luôn là 250 triệu token, họ nhân với giá thì sẽ ra cái mức là 634 triệu này nhá. Thực tế thì theo thống kê của Binance cộng với lại là cái lịch phân bổ như này này thì mình thấy rằng là cái khoảng là 110 triệu token với lại là market cap 274 triệu là hợp lý nhất. Rồi thì chúng ta đã biết được cái cap thực của nó chỉ vào khoảng là 274 triệu thôi, chứ không phải là hơn 600 triệu nữa. Vậy thì với mức cap này chúng ta đã gom được chưa? Hay là so với lại là các cái dự án khác thì chúng ta nên đầu tư không? Thì chúng ta cũng sẽ xem cái dự án làm về cùng mảng cũng như là cái đối thủ lớn của LayZero, đó chính là Wormhole nhá. Thì hiện tại cái đồng VKP đang có cái mức market cap là 585 triệu đúng không? Như vậy thì chúng ta so với lại là cái market cap thực của LayZero thì LayZero nó thấp gần một nửa so với lại là Wormhole này đúng không? Còn với FDV thì LayZero đang là 2,5 tỷ nhá. Còn đâu của Wormhole là 3,2 tỷ nhá. Đấy thì chứng tỏ là LayZero hiện tại đang có cái mức định giá thấp hơn so với lại là Wormhole, một cái dự án đối thủ trực tiếp, cái đối thủ lớn nhất đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ xếp đến giá này. Đây thì giá của LayZero thì cũng đã giảm khá là nhiều từ lúc lít sàn rồi. Bây giờ chúng ta đo từ đỉnh này, không tính dâu của cái lúc mà mới lít nhá, thì dự án đã giảm khoảng là 35% rồi. Cái thời điểm hiện tại thì thị trường điều chỉnh nên là các cái đồng coin mới lít ý, nó sẽ có cái giá đẹp hơn, đỡ ngáo hơn so với lại là cái thời điểm thị trường đang tăng trưởng tốt đúng không? Thì chúng ta cũng xem qua một chút về giá của Wormhole lúc mà mới lên sàn đến hiện tại nhá. Nó đã giảm 76% rồi. Thì nó cũng khá tương đồng so với lại là các đồng altcoin khác đúng không? Đa phần thì đều giảm khoảng là 6-70% từ đỉnh nhá. Rồi quay trở lại với ZRO đi. Thì chúng ta thấy rằng là với mức cấp thực cũng như là cái FDV thì nó đã thấp hơn so với lại là cái dự án Wormhole về cùng mảng rồi đúng không? Tuy nhiên thì hiện tại thị trường nó vẫn đang rất là ảm đạm ý. Mọi người vẫn đang rất là sợ hãi và lực mua nó chưa có, nên là chúng ta có thể là kỳ vọng nó về mức giá đẹp hơn nhé. Và chúng ta kỳ vọng là cái mức giảm 6-70% từ đỉnh giống như là các cái đồng altcoin khác cũng như là Wormhole ấy, thì chúng ta sẽ đo từ đỉnh xuống nhá. Mức 60% thì cái giá của nó sẽ vào khoảng là 1.5 nhá. Ở đâu nếu mà 70% thì sẽ là về tận 1.13 cơ. Đó, nhưng mà theo mình hiện tại thì cái mức cap thực của LayZero nó cũng đã khá là thấp rồi. Nó mới là 270 triệu đô thôi. Nên là khả năng thì nó sẽ về cái mức là 1.5 này thì đã khá là đẹp rồi, với mức giảm là 60% rồi. Thì anh em có thể là đợi mua ở mức giá là 1,5 cho đến 2 đô này nhá. Thì đối với mức giá này thì mình nghĩ là khá là ok. Hiện tại thì giá nó của nó thì cũng đẹp rồi, nhưng mà thị trường nó vẫn ảm đạm nên là chúng ta có quyền chúng ta chờ thêm đúng không? Còn nếu mà thị trường nó hồi phục luôn ý, thì có thể là nó sẽ đi luôn, nó không về dưới chỗ này nữa. Nên là anh em theo sát nó nhá. Nếu mà thị trường đẹp tăng lên luôn thì anh em có thể là cân nhắc là
mua vào luôn. Còn nếu mà thị trường nó vẫn cứ ảm đạm như thế này thì chúng ta có thể là chờ vào những cái mốc dưới này thì chúng ta sẽ mua đẹp hơn. Và anh em có thể là chia ra làm nhiều mức để anh em đi chơi nhé, chứ không nên là all in một lúc nào cả, tại vì chúng ta không thể biết được rằng là giá của nó sẽ đi về đâu đâu, đúng không? Tại vì như cái thời điểm trước ấy, lúc mà thị trường nó đang tăng trưởng đẹp, những cái đồng coin nó lít sàn giá rất là cao, nhưng mà chúng ta sợ là sẽ lỡ thuyền nên là đa phần mọi người đã mua ở cái mức giá cao. Và khi mà nó giảm xuống mạnh như này, chúng ta cứ đi chơi nhưng mà không biết là nó giảm đến đâu. Nên là những cái dự án mà như là Starnet hay là Wormhole, anh em mà đi chơi thì đã bị lỗ rất là nhiều, đúng không? Thì đối với dự án Wormhole lúc cái thời điểm trước ấy, thì mình cũng đã mua một ít, mình đi chơi 2 lần, nhưng mà sau đấy mình thấy giảm là mình dừng luôn. May là mình mới phân bổ có một ít với dự án đó và hiện tại mình vẫn chưa có đi chơi thêm. Và Lazero này thì mình thấy là Lazero hiện tại giá nó đẹp hơn so với lại là Wormhole, và mình sẽ tiếp tục mình quan sát thêm đối với là hai cái dự án này. Và nếu như Lazero về vùng giá là 1.5 cho đến 2 đô thì quá là đẹp luôn. Còn nếu mà nó về tới mức là hơn 1 đô như này nữa thì lại là quá là ngon luôn. Thì đối với vùng giá dưới 2 đô này thì anh em đầu tư thì lợi nhuận nó sẽ khá là ổn trong cái thời gian tới. Tại vì cái cắt thực của Lazero ấy, chúng ta đã cùng tính toán với nhau thì nó chưa tới 300 triệu đô. Đấy. Nếu mà nó giảm về vùng 2 đô này ấy, thì nó sẽ vào khoảng là hơn 200 triệu đô một chút thôi. Đấy, thì đó là mức market cap khá là đẹp đối với một dự án mà gọi vốn được hơn 200 triệu đô giống như là Lazero. Và với mức giá 2,5 đô hiện tại của ZRO thì nó đã thấp hơn so với lại là cái giá mà các cái quỹ mua ở vòng gọi vốn gần nhất rồi. Ở đây thì anh em sẽ thấy rằng là cái vòng Series B nhá, nó gọi là 120 triệu đô với mức định giá là 3 tỷ đô nhá. Thì từ đó chúng ta có thể là suy ra được là ở cái vòng này các quỹ đi với giá là 3 đô nhá. Tất nhiên là cái này thì nó không phải là chính xác hẳn đâu, nhưng mà theo các cái thông số thì chúng ta tạm tin là như vậy nhá. Và tất nhiên là giá nó có thể là thấp hơn, nhưng mà các cái dự án mà chúng ta mua được sát với giá quỹ mà nó công bố thì cũng là một cái mức giá đẹp rồi. Còn đó ở cái vòng Serie A này với định giá là 1,35 tỷ đô thì giá của các quỹ đi nó sẽ là 1,3 đô nhá. Và hiện tại đang x khoảng là 1,8 lần. Đấy, còn đâu những cái vòng sau này thì tất nhiên là giá nó sẽ rất là thấp. Ở cái vòng Venture này định giá là 63 triệu đô thì các cái quỹ nó sẽ mua với giá là 0.06 đô, hiện tại x 40 lần. Còn ở cái vòng Seed này thì với mức định giá là 20 triệu đô, cái giá của nó mua sẽ là 0.02 đô và hiện tại thì đang x là 120 lần. Đó thì hiện tại ở vòng Seed, vòng Venture này thì các quỹ nó đã x rất là khủng rồi. Tuy nhiên thì số tiền đầu tư của các quỹ ở những cái vòng này thì nó rất là thấp thôi. Đây, có 2 triệu đô ở vòng Seed cũng như là 6,3 triệu đô ở vòng Venture Round thôi, cũng như là nó sẽ bị lock nữa. Đó, nên là cái này thì chúng ta cũng chưa phải lo lắng đâu. Hiện tại thì giá nó đã là dưới cái mức gần nhất của quỹ rồi. Và đây cũng là mức giá mà đẹp hơn khá là nhiều những cái dự án trước đây rồi. Cộng với lại cái lịch vesting của nó thì khá là đẹp. Đến tận là tháng 6 năm 2025 thì nó mới lại unlock cho các quỹ cũng như là các cái thành phần khác, đúng không? Đó nên là từ giờ đến tháng 6 thì cái áp lực bán nó không có nhiều, đúng không? Cộng với lại là token team nắm khá là nhiều ấy. Team nó muốn đạp về đâu thì đạp thôi, đúng không? Còn đâu nếu mà lúc nó muốn đẩy lên thì nó đẩy lên rất là dễ. Tại vì chúng ta thấy rằng là có khoảng là 8% Aerobe cho cộng đồng thôi. Còn lại là team nó đang cầm, đúng không? Cái đó chúng ta không biết được rằng là nó sẽ phân bổ khi nào. Cũng như trong 8% kia ấy thì bao nhiêu phần trăm là thực cho cộng đồng, còn bao nhiêu phần trăm là nó sẽ Aerobe cho dự án cũng như là cho các cái quỹ, đúng không? Aerobe cũng là hình thức mà lách luật để mà dự án hay là các quỹ đầu tư có token sớm để xả cái thời điểm đầu và tạo quỹ, sau này sẽ gom lại và đẩy giá lên sau, đúng không? Rồi thì đó là về giá của Lazo. Anh em nghĩ rằng là nó sẽ về cái mức giá bao nhiêu thì anh em hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Và tóm lại, Lazo là một cái dự án mà anh em cũng nên quan tâm. Cái thứ nhất là nó làm về cái mảng cũng khá là quan trọng này. Cái thứ hai là gọi vốn quỹ đầu tư các thứ là ổn áp này, team các thứ thì cũng ổn này. Cái thứ ba là nó list sàn lúc cái thời điểm mà thị trường đang giảm, nên là cái định giá, cái mức giá của nó sẽ đẹp hơn. Đây là cơ hội chúng ta có thể là mua với lại là giá rẻ hơn so với lại là cái dự án Wormhole list lúc mà thị trường đang có cái sự tăng trưởng tốt, đúng không? Nhưng mà anh em cũng chú ý một số những cái điểm sau này. Cái thứ nhất là hiện tại thì thị trường đang ảm đạm này, mặc dù là giá nó đã thấp rồi đấy, nhưng mà chúng ta cũng không biết đâu là đáy cả. Đấy, nên là anh em cũng có thể là quan sát cũng như là chia vốn ra, phân bổ nó hợp lý một chút nhá. Cộng với lại là cái mảng là cầu nối này thì cũng có khá là nhiều các dự án nhé, điển hình như là Wormhole này, hay là CCIP của Chainlink này, rồi là Zeta này, Zeus này, Acela này, hay là Orbiter này, đúng không? Có rất là nhiều những dự án là về cầu nối luân chuyển tài sản nữa. Đấy, nên là nó cũng sẽ bị cạnh tranh khá là mạnh mẽ.
Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Layer Zero, một cái dự án khá là tiềm năng, có mức giá đẹp hơn khá nhiều so với đối thủ của nó chính là Wormhole mà đã ra ở cái thời gian trước. Thì mình cũng đã có video về Wormhole ở cái thời điểm mà nó mới lên sàn, thì anh em có thể là xem lại cái video về Wormhole. Cũng như là chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin hiểu hơn về đối thủ của Layer Zero, từ đó thì chúng ta sẽ quyết định xem là nên là chọn dự án nào cũng như là nên đầu tư với mức giá nào nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người đừng quên like video cũng như là ấn đăng ký kênh, vừa là để ủng hộ kênh cũng như là để mọi người có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.